Thưa quý vị, quyết định đặc xá của Chủ tịch nước là một chủ trương lớn, thể hiện chính sách nhân đạo khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội bị kết án phạt tù. Thời gian qua, các trại giam trên cả nước đã nỗ lực triển khai công tác đặc xá trên tinh thần đúng pháp luật, bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, minh bạch và chặt chẽ. Sau khi nhận được quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024 và các văn bản hướng dẫn của Bộ Công an, trong tháng 8, các trại giam đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đúng tiến độ, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch, kiên quyết không để lọt những người không đủ điều kiện vào danh sách đề nghị đặc xá. Thì cho phạm nhân tự liên hệ đối với bản thân, xem phạm nhân có đủ điều kiện để được xem xét đặc xá hay không. Đồng thời hướng dẫn cho cán bộ quản giáo về điều kiện tiêu chuẩn được xét đặc xá để cán bộ quản giáo từ tổ đội phạm nhân họp bình xét để giới thiệu người đủ điều kiện để đưa vào diện để xem xét đặc xá. Các trại giam cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, hướng dẫn, dạy nghề cho các phạm nhân, với hy vọng mỗi phạm nhân khi trở lại với cuộc sống đều có thể lựa chọn một công việc phù hợp để mưu sinh. Thông qua việc học tập tại các lớp học hòa nhập cộng đồng, phạm nhân sẽ nắm bắt thêm những kiến thức cơ bản, từ đó nâng cao hiểu biết về pháp luật, trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng, kỹ năng tìm kiếm việc làm, giúp họ nhanh chóng ổn định cuộc sống, không tái phạm tội. Phân công cho các đội nghiệp vụ và các phân trại từng cái mảng chuyên đề, như đội giáo dục thì chuẩn bị cho phạm nhân được học cái lớp tái hòa nhập cộng đồng và tổ chức cấp làm để cấp căn cước cho phạm nhân trước khi hết án trở về với cộng đồng. Rất là vui mừng khi được đi học những lớp đấy, cũng được các cán bộ hướng dẫn cho những ngành nghề công việc mà chỉ bảo những cách tìm kiếm việc làm. Có thể thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, các tổ chức được thực hiện tốt trong các lần đặc xá, góp phần rất lớn trong việc nâng cao nhận thức và trách nhiệm của xã hội, xóa bỏ tư tưởng kỳ thị đối với người được đặc xá, từ đó tạo điều kiện giúp đỡ phạm nhân trở về tái hòa nhập cộng đồng.